Ngày nay, việc xem các nội dung theo chiều dọc trên điện thoại thông minh đang ngày càng trở nên phổ biến, cụ thể như đọc tin tức, lướt Facebook, chơi Instagram và TikTok. Và tuy nhiên, không phải lúc nào những nội dung của chúng ta xem cũng được tối ưu theo chiều ngang. Đôi khi chúng ta cần có một sản phẩm có thể thiết kế theo chiều dọc. Và với sự sáng tạo không ngừng, Samsung đã cho ra đời một chiếc TV có thể tối ưu những cái trải nghiệm theo chiều ngang và tùy biến theo những nội dung chiều dọc. Và đó chính là The Zero. Bây giờ chúng ta sẽ lấy các phụ kiện. Đầu tiên là hướng dẫn lắp đặt. Tiếp theo là túi phụ kiện và hướng dẫn sử dụng. Lấy chân đế ở phía bên dưới. Tách nắp che chân đế và chú ý ở phía sau nắp che là những con ốc để bắt chân đế vào TV. Bây giờ chúng ta sẽ đặt TV nằm xuống. Lưu ý phía trên hộp có chỗ để chúng ta đặt tay vào. Chúng ta sẽ đặt chân đế vào đúng khớp.